Xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên khắp cả nước. Thì hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2018, thì hôm nay con có bán một số các cái loại lan như sau. Đầu tiên bên con bán cây giả hạt châu như F2. Đây là cây giả hạt châu như F2. À, hàng lai tạo nữa, nó đã được lai với một cây cây này là chắc là một cây di linh xuân hoặc là một cây tự thụ ở khác. Nhưng cây này do cô Trần Thị Thanh Vân ở Long An lai tạo nên, và con chỉ được chia sẻ được một ít. Cây này thì theo như cô ấy nói thì lai cô ấy cung cấp một cái mặt bông của cây mẹ, còn không không cung cấp mặt bông cây bố, nên con chỉ biết nấy là cây trông như lai thôi. Và con sẽ để cái mặt bông của cây mẹ lên cho cô chú anh chị theo dõi tham khảo cái mặt bông đó. Thì số lượng thì con chỉ được chia sẻ được một ít như thế này, mà con đã trồng thuần được một thời gian, cây đó cũng nù lên rồi, thân nù đẹp rồi cô chú anh chị. Được khoảng từ hơn 2 đốt tay xíu, gần ngón tay trỏ. Thì hôm nay con bán cái loại này, cây cũng khá đẹp. Cho cô chú anh chị về sưu tầm, về sổ mặt hoa chơi. Giá con bán cái loại này là 70.000 một cây nhé, 70.000 một cây như này, 70.000 một cây. Về cô chú anh chị sổ bông chơi, số lượng có ít thôi, con có khoảng tầm 100 chậu thôi. Rồi, và tiếp theo bên con bán cây ngọc điểm size to như thế này cô chú anh chị. Đó, hàng này thì bên con bán một chậu như thế này, bên con có tầm 5 màu. Đây là màu màu đầu tiên là màu đỏ sắc pháo. Đây, cây như thế này cô chú anh chị, đỏ sắc pháo. 1, 2, khoảng 3 cặp lá rưỡi gì đó. 1, 2. Đó, thì cây này một số cây nó đã nhú nụ rồi đó, con chú anh chị. Một số cây thì chưa, một số cây thì nhú nụ rồi. Cho bông Tết 2018-19 này. Đó, màu đây là màu đỏ loang, đỏ sắc pháo, đỏ loang. Ba cặp lá rưỡi đó. Màu tiếp theo là màu đỏ đốm. Đây, màu đỏ đốm là con chú anh chị nè, đỏ đốm. Màu tiếp theo là màu cam. Màu cam đây. Số lượng thì cũng ít thôi. Màu cam thì số lượng ít. Màu tiếp theo là màu trắng. Màu trắng nó nhỏ hơn mấy màu khác. Màu trắng đây cô chú anh chị, màu trắng thì cây nhỏ hơn mấy màu khác xíu. Và đó là 5 màu đó. Thì màu đỏ đốm là đỏ loang,
màu trắng, màu cam, đỏ sắc pháo là 5 màu. Bên con bán với giá là 320 ngàn một chậu như vậy. Một chậu đôi như vậy là 320 ngàn. Là 5 màu. 5 màu. À, một chậu 2 cây. Cây thì như cô chú chị biết rồi đó, nếu mà tính lá thì 1, 2, 3, tầm 3 cặp lá, 3 cặp lá rưỡi. Đó, cỡ cỡ đó. Thì giá là 320 ngàn. Nếu mà cô chú anh chị mua từ 2 cặp đến 3 cặp thì giá là 300 ngàn. Mua nhiều nữa thì giá nó sẽ giảm bớt cho cô chú anh chị về cái tiền cước. Và con xin giới thiệu thêm một màu nữa là màu thứ sáu, đó là màu hồng cánh sen. Đây, con lấy một cây hồng cánh sen đây. Đây, đây cây cánh sen này. Cánh sen lá mít như vậy. Giá một chậu như vậy là 400 ngàn cô chú anh chị ạ. 400 ngàn như chậu hồng cánh sen. Đây, hồng cánh sen. 400 ngàn. Nói chung cây sai hồng cánh sen thì nó bằng mấy sai kia thôi, nhưng mà giá nó hay cao hơn. Cây hồng cánh sen lá mít giá cao hơn thì hồi xưa đến giờ rồi, cô chú anh chị cũng biết rồi. Đó là ngọc điểm lớn. Con nói lại lần nữa là có 5 màu cho cô chú anh chị lựa chọn ạ. Và 5 màu thì bên đó giá là 320 ngàn cho một chậu. Nếu cô chú anh chị mua từ 2 chậu đổ lên thì giá là 300 ngàn. Cô chú anh chị nào đặt hàng thì để lại nhắn tin qua cho con nhé. Nhắn tin số điện thoại, địa chỉ qua cho con để con gửi hàng. Rồi con cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video clip bán lan bên con. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video clip bán lan tiếp theo.